rồi đấy ạ. Xe sân bãi anh đi. Các bạn quan sát xem. 360 rồi á. Tắt từ xa. À, điều khiển đây ạ. Điều khiển đây. Nó mà được điều khiển luôn ở trên màn hình thì tốt nhỉ. Đây, có cái nút đây này chú này. À đây ạ. Đây. Ok, thế thì ngon. Ngon. Đánh lái ầm ầm luôn. Làm ông thích ấy. Quá thích luôn. Này, đánh lệch có nghĩa là không bao giờ để xe lệch lái được. Nhưng mà không có tiền là nóc ấy. Nhiều tay này nhiều tiền lắm cho nên kiểu, biết đi. Kiểu gì khi mà đỗ xe cũng phải để thẳng lái. Mà chưa được trải nghiệm thì nó chưa biết là sướng. Đây. Đầu tư dòng này nó có nhiều cái nó thích. Thích cái mới nhất là cái âm nhạc với các thứ của nó thích. Đây là cái màn hình nó trong này nhìn nó cũng sướng mắt. Vâng. Đấy lắp cái nó món này mẹ là mấy triệu bạc cái xe mấy tỷ tiền tỷ còn mua được. Cái triệu bạc nó trang bị cho nó là phục vụ mình. Ừ, quá ngon. Đi là an toàn. Mặc dù nói thế lúc ngồi chơi thì mình cái đấy mới cần. Lúc ngồi thư giãn ấy nhỉ.